Mới đây, trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội tại Trung Quốc, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối sữa và nông sản tại Trung Quốc để đưa sản phẩm sữa chua Vinamilk vào thị trường tỷ dân này. Vinamilk xuất khẩu các sản phẩm sữa chua, tưởng theo thỏa thuận giữa các bên. Hai đối tác Trung Quốc nhập khẩu, xây dựng và phát triển hệ thống phân phối, đăng ký lưu hành sản phẩm để phân phối sản phẩm Vinamilk trên thị trường này. Đồng thời doanh nghiệp cũng sẽ phối hợp với Vinamilk cùng thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại theo thỏa thuận giữa các bên tại từng thời điểm. Dù ở Trung Quốc nhưng chúng tôi không lạ lẫm gì với thương hiệu Vinamilk. Công ty này đã xuất khẩu đi gần 60 nước rồi, đảm bảo chất lượng và các tiêu chuẩn quốc tế. Và với một thị trường rộng lớn như Trung Quốc, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, mà nhất là các sản phẩm sữa nhiều như thế, tôi tin tưởng là các sản phẩm Vinamilk sẽ thành công ở đây. Sữa chua là một trong những ngành hàng chủ lực của Vinamilk đang chiếm trên 66% thị phần trong nước. Các sản phẩm sữa chua của Vinamilk được sản xuất trên dây chuyền công nghệ khép kín theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2015 và đạt tiêu chuẩn FSSC 22000. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 9 tại vùng 4 Hải quân tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ bế mạc hội thi tàu chính quy mẫu mực, hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2023, chủ trì buổi lễ có Trung tướng Chính ủy Nguyễn Văn Bổng. Hội thi tàu chính quy mẫu mực, hội thao huấn luyện tàu mặt nước diễn ra từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 tại 5 khu vực Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu và Phú Quốc với 92 tàu chiến đấu, tàu phục vụ thuộc 13 đầu mối đơn vị mặt nước tham gia thi hội thi hội thao là đợt sát hạch tổng kiểm tra các mặt công tác khả năng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tàu mặt nước trong toàn quân chủng hải quân đây cũng là dịp để bồi dưỡng trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ chiến sĩ của các đơn vị tàu mặt nước nhằm nâng cao sức chiến đấu khả năng chiến đấu khả năng làm chủ trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc trong tình hình mới ban tổ chức cũng đã trao giải nhất nhì ba cho khối tàu chiến đấu và khối tàu phục vụ tham gia hội thi Ngày 28 tháng 9 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG tổ chức diễn đàn xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc chủ đề chạm vào yêu thương. Các báo cáo tại diễn đàn xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc cho thấy, năm 2022 cả nước có gần 27 triệu hộ gia đình, trong đó số hộ tạm gọi là gia đình trẻ rơi vào khoảng hơn 16 triệu trường hợp, chiếm gần 60%. Một thống kê khác từ tòa án nhân dân tối cao chỉ ra rằng, năm 2022, cả nước có hơn 500.000 vụ ly hôn được thụ lý. Trong đó có tới 70% số vụ ly hôn xảy ra tại các gia đình trẻ từ 18 đến 30 tuổi. Chính vì vậy, đặt ra sự cần thiết về trang bị kỹ năng xử lý khéo léo các tình huống bất đồng trong đời sống hàng ngày, giải quyết mâu thuẫn thường gặp trong người trẻ, nhất là các đôi vợ chồng trẻ. Tại diễn đàn xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc, các bạn trẻ gia đình trẻ đã được lắng nghe sự tư vấn từ các chuyên gia nhà quản lý những gia đình trẻ tiêu biểu có tầm ảnh hưởng từ đó có kỹ năng khéo léo xử lý các tình huống bất đồng trong đời sống hàng ngày giải quyết những mâu thuẫn thường gặp của các cặp vợ chồng trẻ Ngày 28 tháng 9, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Eurocham đã tổ chức diễn đàn kinh tế xanh năm 2023, sự kiện tập hợp các nhà lãnh đạo từ khu vực công và tư để trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hoạch định chính sách chiến lược và đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Khi thế giới chuẩn bị cho hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2023, COP28, diễn đàn kinh tế xanh nhấn mạnh tầm quan trọng của các chiến lược và sự đổi mới có ý thức về sinh thái bằng cách hài hòa các mục tiêu cốt lõi của COP28 và chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia của Việt Nam. Diễn đàn củng cố các cam kết bền vững toàn cầu, nhấn mạnh lại các nguyên tắc của thỏa thuận Paris và cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp những công cụ cần thiết để đạt được nền kinh tế xanh công bằng. Hiện nay, chuyển đổi nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Do vấn đề này chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của nhiều bộ ngành địa phương và doanh nghiệp thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là cơ hội lớn để Việt Nam có thể trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh, phục hồi xanh, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương vừa đưa ra cảnh báo tới người dân cần cảnh giác với các thông tin sử dụng logo, tên của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Amazon Global Selling Việt Nam. lợi dụng sự tham gia hưởng ứng của đông đảo doanh nghiệp trong thỏa thuận hợp tác triển khai sáng kiến thương mại điện tử xuyên biên giới kỷ nguyên bứt phá giai đoạn 2022 2026 các đối tượng đã cố tình sử dụng logo tên của cục thương mại điện tử và kinh tế số và amazon global selling từ đó đưa các thông tin lừa đảo dẫn dụ người dùng tham gia các hoạt động kinh doanh cụ thể sau khi liên hệ người hướng dẫn sẽ được tặng 20.000 đồng vào tài khoản đăng ký mở thành công đại lý cửa hàng sẽ được thưởng 30.000 đồng thẻ cào điện thoại sau khi đăng ký mở cửa hàng thành công, đơn hàng đầu tiên của cửa hàng sẽ nhận được 200.000 đồng tiền phụ thu để hoàn thành đơn hàng từ hệ thống. Các đối tượng lừa đảo sẽ trực tiếp chiết khấu để người tham gia tiếp tục lôi kéo người thân, doanh nghiệp và người dân nên kiểm tra tính xác thực của tất cả các website, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, đồng thời không truy cập đường link tại ứng dụng lạ và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác minh xác thực đối tượng giao dịch. Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh đã tổ chức trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng logo tranh cổ động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, 30 tháng 10 năm 1963 30 tháng 10 năm 2023. Sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi sáng tác biểu trưng logo tranh cổ động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh đã thu hút sự tham gia của các tác giả thuộc 14 tỉnh, thành phố trong cả nước với 185 logo của 69 tác giả, 198 tranh cổ động của 59 tác giả. Các tác phẩm có tính cổ động trực quan cao, sinh động, đường nét hình khối chắc khỏe, bố cục cân đối chặt chẽ, màu sắc hài hòa, mang đậm nét đặc trưng văn hóa con người và cảnh quan thiên nhiên Quảng Ninh. Các tác phẩm biểu trưng có tính khái quát cao, dễ hiểu, thể hiện nhiều ý nghĩa sâu sắc về giá trị văn hóa con người Quảng Ninh, tinh thần kỷ luật và đồng tâm, truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động và khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, vượt lên mạnh mẽ và bền vững của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh trong 60 năm qua. Ban giám khảo đã tuyển chọn được 60 tranh cổ động tham gia triển lãm, trong đó chọn 11 tác phẩm để trao giải, gồm một tác phẩm trao giải nhất, hai tác phẩm trao giải nhì, ba tác phẩm trao giải ba, năm tác phẩm trao giải khuyến khích. Cùng với đó ban tổ chức cũng trao năm giải khuyến khích và một giải nhất logo. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày mùng 5 tháng 11. Tối ngày 28 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung Thu. Tết Trung Thu ở Hội An thể hiện các giá trị tâm linh, tín ngưỡng, sự quan tâm gìn giữ của cả cộng đồng. Đây là nét văn hóa đặc biệt cần được bảo tồn và phát huy trong quá trình Hội An xây dựng hồ sơ trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian để tham gia ứng cử vào mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO. Trong lịch sử, Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất nên Tết Trung Thu ở Hội An có nhiều giá trị đặc biệt. Vào dịp này, các thành viên trong gia đình thường quay quần bên mâm cỗ Trung Thu, cùng ngắm trăng, ăn bánh, thưởng trà và chia sẻ những câu chuyện thường nhật, tạo nên một khung cảnh sum vầy ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Ngoài ra, cứ vào đêm 14 tháng 8 âm lịch, không gian đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ 20 được tái hiện với đời sống tinh thần đa dạng, cùng các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó không thể thiếu là hoạt động múa thiên cẩu. Vì thế, Tết Trung thu ở Hội An trong hơn 25 năm qua đã gắn liền với hoạt động của đêm rằm phố cổ. Trải qua thời gian, người Hội An đã chọn lọc các tinh hoa, sáng tạo phù hợp và tích hợp thành Tết Trung thu với nét đẹp riêng có. Vì thế, việc được tôn vinh danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội truyền thống tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu đã khẳng định những giá trị mà Tết Trung thu mang lại trong đời sống văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân địa phương và là cơ hội để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được giữ gìn và phát huy. Thưa quý vị, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, một đội Biên phòng Nghệ An đã thực hiện có hiệu quả chương trình Nâng bước em đến trường, nuôi đồn, con nuôi đồn biên phòng. Sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu thương của những người bố nuôi mang quân hàm xanh đã giúp nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được đến trường học tập, đồng thời tiếp thêm động lực để các em vươn lên thực hiện ước mơ hoài bão của mình. Giống như bao em nhỏ, người dân tộc Đan Lai, tại bản Co Phát, xã Môn Sơn. Em Ngân Văn Trọng sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà thuộc diện hộ nghèo. Mẹ em thường xuyên đau ốm, hai chị gái đi làm xa, mọi công việc trong nhà đều đặt lên đôi vai của bố em. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình Trọng để giúp em tiếp tục đến trường như các bạn đồng trang lứa, đồn biên phòng Môn Sơn, bộ đội biên phòng Nghệ An đã nhận đỡ đầu Trọng theo mô hình con nuôi đồn biên phòng. Nhờ các anh đồn biên phòng đến vận động tuyên truyền giúp đỡ tôi cho con tôi làm con nuôi biên phòng tôi rất cảm ơn Sinh hoạt, học tập tại ký túc xá vùng biên, em được chỉ huy đồn biên phòng Môn Sơn tạo điều kiện sinh hoạt tốt nhất, hơn một năm gắn bó với ngôi nhà thứ hai của mình, Trọng luôn được những người cha nuôi mang quân hàm xanh, quan tâm, chăm sóc, động viên, giúp em có thêm nhiều niềm vui để vươn lên trong học tập và cuộc sống. Thì lúc đầu là con ra đây nhiều là nhiều cái là bờ ngờ cho biết trí Tôi cùng với các đồng chí trong đơn vị và thầy cô giáo đã tận tình là giúp đỡ ổn nặng cho con trọng từng uh, miệng ăn giấc ngủ trong học hành và sinh hoạt từng ngày một à, mạnh dạn hơn uh, đi vào là cuối cùng là nề nếp khi con mới xuống ký túc xa con chưa quen biết ai cả và rất buồn và nhờ nhà và được bộ thảm và các bạn đồng viên rồi dần dần quen với môi trường ở nơi này và dùng đến bây giờ dùng nơi này giống là giống như ngôi nhà thứ hai của con. Với sự chung tay của các chiến sĩ quân hàm xanh nơi biên giới, tương lai của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như trọng đã được thắp sáng, được nuôi dưỡng để sau này lớn lên, trở thành những công dân có ích, tiếp tục xây dựng vùng phên sậu của Tổ quốc ngày càng phát triển vững mạnh. Ở đầu mục điểm báo hôm nay là thông tin trên báo nhân dân thưa quý vị những ngày qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhiều địa phương khu vực bắc bộ và bắc trung bộ đã có mưa to đến rất to gây lũ ngập lụt sạt lở đất một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng làm gián đoạn giao thông ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân Dự báo những ngày tới còn có thể xảy ra mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ trồng lũ ngập sâu tại vùng trũng thấp lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Trước tình hình đó, ngày 28 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời, các địa phương cũng quyết liệt chỉ đạo tập trung ứng phó mưa lũ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra. Báo Lao động dẫn con số ấn tượng, năm 1986, Việt Nam thu hút khoảng 0,04 triệu đô la Mỹ vốn FDI, xếp thứ 121 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đến năm 2022, Việt Nam nhảy vọt gần 100 bậc lên vị trí thứ 23 khi thu hút được khoảng 17,9 tỷ đô la Mỹ vốn FDI chủ tịch liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci ông phạm tấn công nhận định đây là cơ hội lịch sử khi thế giới đang thay đổi trật tự về chuỗi cung ứng dịch chuyển dòng vốn và công nghệ do đó cần tranh thủ cơ hội tình hình thế giới để thu hút nguồn lực fdi từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa cho phát triển doanh nghiệp bản địa theo phản ánh trên báo Đại Đoàn Kết, dù quá trình phục hồi còn chậm nhưng thị trường lao động việc làm thành phố Hồ Chí Minh đang khởi sắc trở lại. Dự báo thành phố cần khoảng 75.500 đến 81.500 chỗ làm việc mới từ nay đến cuối năm. Một số ý kiến chuyên gia nhận định Việt Nam và Hoa Kỳ vừa đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng khi xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Do đó không chỉ có hàng trăm doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ đổ dòng vốn vào thị trường Việt Nam thời gian tới mà cùng với đó sẽ là các quốc gia đang có chung các hợp tác song phương với Việt Nam và Hoa Kỳ. Do vậy các ngành công nghiệp điện tử ngành có hàm lượng chất xám cao sẽ có cơ hội lớn để phát triển. Công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp luôn đem lại hiệu quả thiết thực. Bài viết trên báo Giáo dục và Thời đại khẳng định việc lựa chọn đúng nghề và được học nghề tại chính doanh nghiệp mong muốn sẽ giúp người học sớm tiếp cận môi trường làm việc và có tay nghề vững vàng hơn, đáp ứng yêu cầu nhân lực trong thời đại công nghiệp hóa. Tuy nhiên cần phát triển chương trình đào tạo bằng cách lựa chọn mô hình thông minh và rút ngắn, chia nhỏ thời gian đào tạo để người lao động có thể sớm được làm việc trên công việc thực tế, đồng thời phải có thu nhập ngay cho người lao động khi đào tạo. Sau khi tiếp thu góp ý từ cộng đồng, Bộ Xây dựng đã thống nhất bỏ tiêu chí về hộ khẩu thường trú khi mua nhà ở xã hội tại dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Theo ghi nhận của báo Kinh tế và Đô thị, nhiều ý kiến cho rằng nội dung này là phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và tạo điều kiện thuận lợi cho người thu nhập thấp thêm cơ hội tiếp cận với nhà ở. Tuy nhiên, hai tiêu chí còn lại gồm thu nhập và diện tích nhà ở vẫn cần phải được quy định trong luật để tránh gây khó khăn cho công tác quản lý, không tạo kẽ hở cho những đối tượng trục lợi chính sách, đầu cơ khiến người thu nhập thấp mất đi cơ hội sở hữu nhà ở. Thưa quý vị, nằm trong loạt bài gỡ khó cho y tế vùng Tây Nguyên, báo Sài Gòn Giải phóng số dành ngày hôm nay đăng tải bài 1, yếu và thiếu đủ thứ. Hiện nhiều cơ sở khám chữa bệnh ở các xã huyện vùng cao của các tỉnh khu vực Tây Nguyên đều đang trong tình trạng xuống cấp, trang thiết bị, thuốc men, nhân viên y tế thiếu trước hụt sau, vì vậy chưa đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân địa phương. Theo lãnh đạo một số đơn vị y tế vùng Tây Nguyên, vấn đề phải nhìn nhận là chế độ đãi ngộ với lực lượng y tế tại cơ sở chưa thực sự khiến mọi người an tâm công tác. Cùng với đó là áp lực công việc cao nên thời gian qua, tình trạng bỏ việc của lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế ở các tỉnh vùng Tây Nguyên diễn ra khá phổ biến. Tết Trung thu hay còn gọi là Tết Hoa đăng Tết Đoàn viên của người Việt diễn ra vào ngày rằm tháng 8 âm lịch, dịp trăng tròn và sáng nhất trong năm. Theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, cùng với thời gian, hoạt động đón Tết Trung thu ở nước ta đã có nhiều thay đổi để phù hợp với thực tế đời sống, song những giá trị cốt lõi phong tục truyền thống về cơ bản vẫn được bảo lưu gìn giữ. Góp phần vào kết quả này phải kể đến nỗ lực của nhiều bảo tàng, di tích thông qua các chương trình sự kiện hấp dẫn. Đây là hướng đi đúng cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa nhằm tôn vinh truyền thống dân tộc, xây dựng lan tỏa ý thức gìn giữ phát huy giá trị di sản của cha ông để lại cho thế hệ tương lai những thông tin của tiêu mục điểm báo đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt